Tử Vi ông đồ xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, để biết tử vi người sinh giờ Dậu như thế nào, hôm nay tôi xin được chia sẻ với quý vị câu hỏi này. Thưa quý vị, giờ Dậu là mấy giờ? Giờ Dậu là cái khoảng thời gian nhất định trong ngày kéo dài tầm khoảng 2 giờ dương lịch và được chia thành 3 khung giờ. Đầu giờ Dậu, giữa giờ Dậu và cuối giờ Dậu. Như vậy theo cách tính giờ 12 con giáp, giờ Dậu là khoảng thời gian từ 17 giờ đến 19 giờ tối, thuộc khắc 6 trong ngày và chia thành 3 khung giờ. Đầu giờ Dậu là từ 17 giờ đến 17 giờ 40, giữa giờ Dậu là từ 17 giờ 40 đến 18 giờ 20 và cuối giờ Dậu là từ 18 giờ 20 đến 19 giờ. Nhưng theo nguyên lý chuyển động của trái đất thì tất cả năm tháng ngày giờ đều có sự sai lệch. Nếu như năm thì có năm nhuận rồi, tháng thì có tháng thiếu, tháng đủ, thì ngày cũng có giờ thiếu và giờ đủ theo từng tháng. Các chiêm tinh gia, các bậc lão bối ngày xưa cũng đã hiểu và đưa ra phép tính bát môn thần khóa. Phép tính này có thể tính được sự sai lệch của các giờ tùy thuộc vào các tháng. Và theo múi giờ Việt Nam thì cách tính giờ Dậu là như sau. Tháng 11, đầu giờ Dậu là 17 giờ 10 cho đến 19 giờ 10. Tháng 10 và tháng Chạp, đầu giờ Dậu là từ 17 giờ 20 đến 19 giờ 20. Tháng Giêng và tháng 9 thì đầu giờ Dậu là từ 17 giờ 30 đến 19 giờ 30. Tháng 2 và tháng 8 thì là đầu giờ Dậu là từ 17 giờ 40 cho đến cuối giờ Dậu là 19 giờ 40. Tháng 3 và tháng 7 thì đầu giờ Dậu là từ 17 giờ 50 đến cuối giờ Dậu là 19 giờ 50. Tháng 4 và tháng 6 là đầu giờ Dậu là từ 18 giờ cho đến 20 giờ là cuối giờ. Tháng 5 là từ đầu giờ Dậu từ 18 giờ 10 cho đến cuối giờ Dậu là 20 giờ 10 phút. Đặc điểm chung của những người mà sinh vào giờ Dậu thì nhìn chung, những người sinh giờ Dậu đều được đánh giá là an nhàn, không vất vả, bởi đặc điểm khung giờ này là sự kết thúc và nghỉ ngơi. Đặc biệt với người tuổi Sửu, tuổi Ngọ, tuổi Mùi thì việc sinh vào giờ Dậu là điều cực kỳ may mắn khi trâu về chuồng, ngựa no cỏ. Người tuổi Dậu, tuổi Tuất, tuổi Thân sinh vào giờ Dậu thường có năng khiếu thơ văn, nghệ thuật khá cao, nam nữ khéo tay và có nhiều tài lẻ. Tuổi Tỵ, tuổi Mão, tuổi Hợi sinh vào giờ Dậu thì thường hiền lành, hơi hướng nội và một con người rất là xinh đẹp. Nam giới mà sinh giờ Dậu thì thuộc tiếp người mạnh mẽ, tuy không quá lãng mạn nhưng lại hết sức chu đáo, biết chăm sóc cho mọi người và là mẫu đàn ông lý tưởng. Họ thật thà, trung thực, luôn đối xử hết lòng và rất là tài năng. Đa phần nam sinh vào giờ Dậu thì có cái cuộc đời trôi chảy, sự nghiệp vững chắc sau quá trình nỗ lực không ngừng của bản thân. Thường thì họ sẽ kết hôn vào trong cái khoảng từ 27 đến 30 tuổi. Nhược điểm duy nhất của nam giới mà sinh vào cái giờ Dậu là cái người hay suy nghĩ, mang nhiều cái tâm sự. Còn nữ giới mà sinh vào giờ Dậu ấy thì thường là cái người tinh nghịch, đáng yêu và có cái khả năng thu hút mọi người, bởi họ là một cái người rất là xinh đẹp và hoạt bát. Thế mạnh của các cô nàng này là tài ăn nói khéo léo, mồm miệng đỡ chân tay. Họ hào phóng và không bao giờ để ý những cái điều nhỏ nhặt. Con gái sinh giờ Dậu thì phù hợp với các công việc như là luật sư, truyền thông, làm giáo dục để tận dụng thế mạnh của mình. Tuy không khéo tay nhưng bù lại họ rất là nhiệt tình và siêng năng. Người sinh giờ Dậu phù hợp với kết hôn với các tuổi như là Tỵ, Sửu thuộc tam hợp là kim cục, đem lại may mắn thuận lợi,
có nhiều cơ hội phát triển tốt, đôi lứa hạnh phúc trọn đời. Cho nên quý vị nên cân nhắc cái các giờ như Ngọ, Mão thường không đem lại may mắn dưới nóng giận, cái vã. Vận thế của người sinh giờ Dậu thì người sinh giờ Dậu cả đời thường bất hòa trong các mối quan hệ với mọi người trong gia đình. Thường thì đối với người sinh vào giờ Dậu thì cuộc đời của họ trôi qua khá êm đềm, cũng có sóng gió nhưng không khiến họ phải ngã gục, bởi họ luôn là một người cương trực, bản lĩnh, quyết không quay đầu. Nghề nghiệp phù hợp là làm hóa học, làm nhà báo, làm giáo viên, nghệ sĩ, gia công. Người này sẽ kỵ với các nghề liên quan đến đất đai. Các năm gặp vận xấu rơi vào khoảng tuổi như là 19, 25, 32, 49. Người sinh vào giờ này có thể hưởng thọ từ 78 đến 88 tuổi. Thì chúng ta sẽ xét đi vào xét ba cái khung giờ của giờ Dậu. Sinh đầu giờ Dậu thì từ 17 giờ đến 17 giờ 40. Thì những người này sẽ sớm lập nghiệp vì họ rất thông minh, tự lập. Từ khi còn trẻ, họ đã chăm chỉ, cần cù, tập trung phát triển sự nghiệp. Năm 23 tuổi là cái khoảng thời gian có nhiều cơ hội rộng mở, gặp được nhiều mối quan hệ, hợp tác làm ăn có lợi. Tới năm 25 tuổi thì sự nghiệp đã vững chắc, nhưng bản mệnh vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Về già thì những người sinh đầu giờ Dậu có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Theo sách Bí ẩn Vạn Sự, trong khoa học dự báo cổ vận, vận số người sinh đầu giờ Dậu được tóm tắt qua 4 câu thơ mà chúng tôi được soạn lọc dưới đây. Sinh đầu giờ Dậu hợp mẹ cha, văn võ đều thông, cận quý nhân. Lục thân nhờ cậy anh em tị, tài lộc dư thừa con cháu hiếm. Theo sách số Diễn Cầm Tam Thế Diễn Nghĩa thì người sinh đầu giờ Dậu thì có cha mẹ song toàn, gần người sang trọng, văn võ đều thông, anh em thì xa cách, lại ít con, tài lộc thì thuộc loại khá, nhà cửa thì tốt, là người có quyền chức. Người này có tâm tính tốt lành. Theo sách Ngọc Hạp Chánh Tông thì vận mệnh người sinh đầu giờ Dậu được gói gọn trong 4 câu thơ mà chúng tôi được soạn lọc như sau. Đầu giờ cha mẹ song toàn, thông minh mà lại đặng ngay bạn hiền. Anh em dòng họ đến cầu, vinh hoa phú quý, an nhàn tự do. Người sinh giữa giờ Dậu từ 17:40 đến 18:20. Họ là người hào sảng, có tố chất làm lãnh đạo và có những cái mối quan hệ rộng rãi, phù hợp để dẫn dắt và giúp đỡ mọi người. Cuộc đời họ như một lộ trình của một tác phẩm tiểu thuyết của một đời người đầy đủ màu sắc trong chuyện người ở đời người. Nhưng đến cuối cùng, họ sẽ mãn nguyện với những cái điều gì mình đã phải trải qua. Những người này trong cuộc đời sẽ gặp phải một vài biến cố và phải qua những cái điều đó thì mới giúp cái người này được mạnh mẽ hơn. Càng về sau thì tài vận càng nhiều, có được sự nghiệp vững chắc ở tuổi 30. Theo sách Bí ẩn Vạn Sự trong khoa học dự báo cổ thì vận số người sinh giữa giờ Dậu được tóm tắt qua 4 câu thơ mà chúng tôi chọn lọc dưới đây. Sinh giữa giờ Dậu, mệnh khắc cha, anh em bất lợi, ly tổ di. Phu thê hình khắc, con cái chậm, tuổi trẻ khó thành, già lộc đa. Theo sách số Diễn Cầm Tam Thế Diễn Nghĩa thì người sinh giữa giờ Dậu có mệnh khắc cha, tính tình rộng rãi, anh em thì bất hòa,
Con đầu lòng thì khó nuôi, tuổi nhỏ làm ăn không hợp thời, trai thì khắc vợ, mà gái thì khắc chồng. Đi khắc xứ để làm ăn sinh ở, không ở quê hương của mình. Theo sách Ngọc Hạp Chánh Tông thì vận mệnh người sinh vào giữa giờ Dậu được gói gọn ở trong bốn câu thơ mà chúng tôi chọn lọc dưới đây. Giữa giờ cha khắc chẳng yên, tính hay rộng rãi lại chuyên làm nghề. Trước khi khắc cả thê nhi, hậu vận sẽ đặng vu quy có ngày. Người sinh vào cuối giờ Dậu từ 18h20 đến 19 giờ. Những người này, người sinh trong cái khung giờ này hay gặp may mắn về đường tài chính. Nếu chọn đúng ngành nghề thì phát triển thì sẽ có những cái bước đi thuận lợi, đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Không nên kết hôn sớm, lập gia đình ở độ tuổi từ 27 đến 29 thì sẽ gặp được cái nhiều may mắn hơn. Người sinh cuối giờ Dậu nếu biết cố gắng thì gần như sẽ có tất cả ở độ tuổi 35 tuổi. Công việc tốt, gia đình êm ấm và hạnh phúc. Theo sách Bí ẩn Vạn Sự trong khoa học dự báo cổ, vận số người sinh cuối giờ Dậu được tóm tắt ở bốn câu thơ mà chúng tôi chọn lọc dưới đây. Sinh cuối giờ Dậu mệnh khắc mẹ, anh em ít dựa, y lộc bình, phu thê hình khắc, con cái nghịch, nữ nhân dâm loạn, phải tu thân. Theo sách số Diễn Cầm Tam Thế Diễn Nghĩa thì người sinh cuối giờ Dậu có mệnh khắc mẹ, cơm ăn áo mặc bình thường, không nhờ anh em, thuở bé thì khổ tâm, đến khi 37 tuổi trở lên thì có của, vợ chồng khắc nhau, trai thì muộn lập gia đình, gái thì hơi dâm loạn, con cái thì ngỗ nghịch. Theo sách Ngọc Hạp Chánh Tông thì vận mệnh người sinh cuối giờ Dậu được gói gọn trong bốn câu thơ mà chúng tôi chọn lọc dưới đây. Cuối giờ khắc mẹ chẳng may, khắc vợ lâu ngày rồi lại khắc con. Tiền vận chìm nổi luôn luôn, ngoài 30 tuổi bán buôn sang giàu. Đến đây Tử Vi Ông Đồ cũng xin nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào cái số giờ tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.